công việc thì không có tình cảm, không thể đặt tình cảm lên được. Thì khi mà trước khi làm thì bọn chị cũng rất là tính toán rất là nhiều. Ngoài cửa hàng thời trang này thì bọn chị đằng sau là bọn chị có cả một xưởng sản xuất. Vậy nên là nếu mà chỉ có một mình chị làm thì không thể nào mà quản lý được. Đây, bây giờ là đang ở trước cửa hàng của chị Nhi rồi. Và bên cạnh này, đây, bên này chính là quán Salad. Cũng là một cái thương hiệu mới của Vân Nhi. Nhưng mà bây giờ ấy thì hãy khoan ăn salad mà mình sẽ lên để thử cái món chè xoài mà Thu đã vừa nói chuyện với chị Nhi ban đầu ấy, là sẽ giới thiệu cho mọi người cái món ăn này nó kiểu ngon kinh khủng. Nhưng mà với những ai ấy mà đang bị gọi là, nếu mà đang có chế độ mà giảm cân như mình thì mọi người sẽ chỉ nên ăn một chút thôi, nếu không thì sẽ rất là nghiện đấy. Đây, bây giờ là mình đang ở quán chè xoài rồi đây. Bình thường ấy thì mọi người vào hè ấy, thì mọi người sẽ rất là thích ăn chè nhỉ. Nhất là các loại chè mà chè hoa quả ấy, mà chị Nhi thì kiểu nổi tiếng là cái chè xoài. Nên là hôm nay thì sau kiểu 2 tháng em chỉ ăn khoai thôi, chỉ ngô khoai sắn thôi. Thì hôm nay em sẽ quyết định là sẽ ăn một lần chè xoài nữa. Giờ là em sẽ order. Ở đây là có menu này. Em gọi chè xoài đi. Em thấy là cái này ai ăn cũng được ấy. Ăn một món khác để chị em mình cũng sẽ xem là món của ai hấp dẫn hơn nhé. Thế thì bây giờ chị sẽ gọi caramel xương sáo. Làm hai món này đều là món mà tự chị hầu như tất cả món ở trong này là tự mình sáng tác. Khi mà mình vào bếp ấy, cái hình ảnh của mình rất là đẹp. Hình ảnh của một đúng phụ nữ đấy, đúng không? Rất là đẹp. Thì hình ảnh đấy là làm cho chồng mình cảm thấy yêu hơn một chút. Và chính vì thế nên chị mới khuyến khích là chị em nên biết nấu ăn. Thật ra thì biết nấu ăn cũng không hẳn là phải là các món cơm hàng ngày. Cái nấu mì là biết nấu ăn mà. Đúng rồi. Nấu một cái món đơn giản trong một trong những món ăn hàng ngày. Em biết là có rất là nhiều những chị em mà cũng kiếm được tài chính này nhưng mà vẫn yêu bếp kinh khủng. Đúng rồi. Chị có cái khả năng là khi mà chị ăn một món nào đó ở nước bạn hay là ở bất kể đâu thì chị sẽ có thể về nấu theo kiểu của mình. Mà kiểu của mình vẫn ngon, phiên bản của mình vẫn ngon. Giống như là ngày xưa chị đi ăn chè xoài Hồng Kông và chè xoài ở Sinh, thì chị có về và chị làm chè xoài là cái món bây giờ là chị đang bán này là phiên bản chuẩn của Vân Nhi, là chị tự thiết kế, tự sáng tác ra. Chè xoài từ cái chân châu xanh, từ cái thạch dừa, từ xoài, từ những hạt chân châu bi là chị tự mày mò hết. Thì bây giờ nó là tiêu chuẩn mà cũng khá là nhiều bạn mang về để làm thử. Chị làm chè đến bây giờ là 9 năm rồi, bước sang năm thứ 9. Còn salad thì chị mới được nửa năm. Nhưng mà salad thì chị đã lên quy trình ngay từ đầu. Tại vì mình rút kinh nghiệm được từ chè, mình làm quy trình chuyên nghiệp ngay từ đầu. Còn chè thì là ngày xưa là làm theo kiểu là mình làm thủ công ấy. Xong mình thích thì mình bán thôi. Nhưng bây giờ chị đã quy chuẩn hóa, chị đã làm thành bộ quy chuẩn hết rồi. Và từ đây thì mình có thể nhượng quyền. Nói chuyện một tí thôi nhưng mà chè đã đến rồi. Ui, đây. Xin mời cả tất cả đoàn quay phim. Giới thiệu với Thu và mọi người nhé. Đầu tiên sẽ là món best seller chè xoài của bên chị. Chè xoài thì có, em thấy có xoài, đó có là xoài, thạch dừa và chân châu xanh xanh. Chân châu là vị ở trong nó là nhai vị mã thầy. Rất là ngon. Bên cạnh đấy là nước mận, là cái này theo mùa. Nước mận và nước bơ chanh leo. Tất cả những món này thì đều là bên chị tự chế biến, tự thiết kế và sáng tạo. Tiếp theo là món caramel xương sáo, là có vị cà phê rất là thơm. Bên cạnh đó là chè khoai dẻo của Trung Quốc, kiểu của Trung Quốc. Khoai dẻo ngày xưa chị đi rất là thích ăn. Chị đi ăn ở bên Trung Quốc ấy, thì món này chè khoai dẻo là ăn kiểu như thế này. Còn chè khoai dẻo ở Việt Nam thì là khác. Chè khoai dẻo ở Việt Nam thì là bán là hình như là của Đài Loan, kiểu Đài Loan sao, thì đây là của Trung Quốc. Ngon ghê. Hôm nay em sẽ chọn cho em món bơ chanh leo đi. Bơ chanh leo
Còn bốn cái món này thì sẽ nhường lại cho team quay video ngày hôm nay. Team quay video ngày hôm nay rất là ngon. Mà kiểu vì em thích làm đẹp ấy, nên em sẽ chọn những cái món nào mà nó gọi là tốt cho sắc đẹp của mình. Còn nước của chị Nhi thì nó sẽ là nước nước mận. Nước mận thì sẽ có theo mùa thôi, nên là với chị em nào mà kiểu thích ăn hoa quả này, đặc biệt là kiểu mận đỏ ấy, thì đây cũng sẽ là một cái thức uống mà mọi người cực kỳ nên thử. Nên là lẽ ra là kiểu em hôm nay như kiểu nói chuyện với chị Nhi ấy, nhưng mà như mình như kiểu food blogger ấy. Đấy, chứ còn mình không phải là kiểu nói chuyện về thời trang hay là về làm đẹp nữa. Đúng thật là trong cuộc sống hôn nhân ý thì chúng ta không thể nào mà cứ mãi như ngày yêu nhau được. Rồi nắm tay nhau từ sáng đến tối. Miễn sao là khi mà chúng ta lấy nhau về, chúng ta coi nhau như một người bạn đời, một người bạn tri kỷ. Chúng ta chia sẻ với nhau những buồn phiền hay những niềm vui trong cuộc sống mà đối phương vẫn muốn lắng nghe, vẫn muốn cùng chia sẻ với mình, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Thì may mắn là chị tìm được một người như thế. Tức là tất nhiên là đến bây giờ là bọn chị là yêu nhau 13 năm. Rất là lâu lấy nhau 13 năm. Thế làm thế nào mà trong cái khoảng thời gian chị có thể kiểu kéo dài một cái tình cảm mà nó lâu như thế được? Chị cũng nói chung là cũng phải có sự nỗ lực của cả hai. Rất là tôn trọng nhau, rất là như hai người bạn thân ấy. Tức là lúc nào cũng có chuyện gì là về kể ngay chồng. Có chuyện gì là hai vợ chồng kể cho nhau ngay. Mà cảm thấy là đây là người mà có thể chia sẻ được với mình. Dù là cái kết quả chưa chắc là đã ngay và luôn. Nhưng sẽ là người đầu tiên mình muốn tìm đến sự hỗ trợ, tìm đến nơi mà mình có thể tựa vào. Thế thì theo chị, vì những chị em nào mà đang kinh doanh ấy, họ không thể chia sẻ được với chồng này, thì họ sẽ làm như thế nào để có thể là giải tỏa stress của mình hàng ngày? Chị thì chị nghĩ là ngoài gia đình chúng ta là nơi mà chúng ta có thể lắng nghe, chia sẻ là tốt nhất rồi. Thì có thể mình sẽ tham khảo thêm những ý kiến ở ngoài. Chị thì chị thấy rất là nhiều cộng đồng chị em phụ nữ là một này, rồi bạn bè cũng hay gặp nhau để chia sẻ này. Như chị là có hội chị em rất là nhiệt tình, thân thiết, lúc nào cũng có thể chia sẻ với nhau. Thì cái quan trọng ấy là ở bản thân mình thôi. Mình có sẵn sàng chia sẻ hay không, mình có mong muốn được lắng nghe những lời khuyên từ người khác không, hay là mình lại cứ lúc nào cũng giấu ở trong lòng. Nhiều người kiểu họ bị kiểu nội tâm đúng quá rồi. Họ không thể thể nói được ra đúng ngoài rồi, và không ngại chia sẻ. Thì cái đấy chị thấy là một điều không nên. Tại vì thật ra mình cũng sẽ chia sẻ trong một phạm vi nào đó thôi. Mình nên có những người bạn hỏi và người ta đưa ra cho mình những lời khuyên mặt sáng suốt. Điều đặc biệt là mình tìm được những người bạn mà cùng tầng sóng với mình. Tức là cứ thế là cùng nhau này luật hấp dẫn nhau. Cùng nhau đưa nhau lên, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và cùng nhau làm việc. Điều đặc biệt nhất trong tình bạn đó là mình chia sẻ với nhau. Vì cái việc là trong công việc mình chia sẻ ấy, không phải ai cũng làm được đâu. Nhiều khi là kể cả là chơi với nhau nhưng mà vẫn phải để riêng lại cho mình cái gì đó. Em thấy là chị nào cũng rất là xinh, mà chị nào cũng rất là kiểu quan tâm đến cái sắc đẹp của mình ấy. Chăm chồng cũng giỏi này, mà quan tâm sắc đẹp của mình cũng vô cùng là cẩn thận. Thì không biết chị Nhi là một kiểu một ngày ấy, chị có dành cho mình ra một khoảng thời gian nào để kiểu tự cho mình cái quyền được gọi là chăm chút cho bản thân này? Hoặc là như mọi người nói, có rất là nhiều chị em chia sẻ là cái khoảng thời gian mà kiểu ví dụ như là dưỡng da hàng ngày, nó là khoảng thời gian mà riêng tư nhưng mà rộn ràng nhất trong ngày. Thật ra là chị là một người rất yêu bản thân. Mọi người vẫn thường nói là cái thời điểm dưỡng da buổi tối ấy, có những chị em mân mê phải 1 tiếng đồng hồ. Nhưng chị thì nhanh lắm, mấy phút. Thế nên là mình cũng thấy là hơi phí một chút. Tại vì cả ngày mình đã làm việc rồi, xong mình lại nhanh nhanh chóng chóng như thế, nó hơi bị trôi qua cái giờ mà mình relax ấy. Đúng rồi. Thì ngoài ra chị vẫn thỉnh thoảng vẫn đi làm đẹp, vẫn đi làm da, massage, rồi spa. Nói đến thế thì em cũng muốn là thực ra các chị em bây giờ ấy, em thấy là kiểu xinh đẹp hơn. Đã biết kiểu dùng những cái gọi là những cái đồng tiền mình kiếm được ấy để làm cho bản thân mình hạnh phúc hơn. Thế thì theo chị phụ nữ ấy có nên gọi là hưởng thụ nhiều hơn không? Và gọi là bớt chịu đựng, bớt hy sinh đi không?
Em nghe hy sinh nghe em thấy rất nặng nề ấy. Và đến bây giờ mà ai nhắc đến em với cụm từ hy sinh ấy, em thấy kiểu nó như một gánh nặng ấy. Và không phải là ai cũng sẽ chấp nhận cái từ này dễ dàng. Ngày xưa ấy thì thường có quan niệm phụ nữ là thường thiệt thòi. Chị không nghĩ thế. Tức là ở đâu cũng sẽ có người nọ người kia. Và cũng do bản thân mình nữa, trong cuộc sống bạn bè cũng như là trong gia đình, chồng chị thỉnh thoảng mới bảo chồng chị cũng hay trêu là chồng chị cũng là người thiệt. Tại vì như thế này này, ví dụ khi mà bọn chị yêu nhau, bọn chị yêu nhau thì bọn như chị như con gái thì thường là cái tuổi thanh xuân nó sẽ ngắn hơn con trai chẳng hạn. Thì đến cái tầm tuổi mà mình phải dựng vợ cả chồng rồi, mình hơi sốt ruột thì mình có hỏi chồng mình là thế anh dự định như thế nào? Thì chồng chị mới bảo là chưa được, để bên năm đi học. Lúc đấy là chị yêu nhau bao lâu rồi? Lúc đấy là bọn chị yêu nhau 4 năm. Cũng 4 năm rồi. Lúc đấy năm đấy là chị bao nhiêu tuổi? Chị 24 tuổi. Mà đã là định chốt vào năm 24 tuổi chị rồi. Chị chưa, tại nhưng vì là như thế này, mình cứ nghĩ là 26 kim lâu. Thì mình hỏi là 24 25. Khi mà chị hỏi chồng chị là thế tính như thế nào thì như thế xong rồi chị cũng trêu trêu là thế còn kiểu con gái có thì ý, có tuổi thanh xuân ý, bây giờ mà không cưới nhỡ đâu già rồi thì sao? Tôi già rồi đấy. Thì chồng chị bảo là nhưng mà anh cũng có tuổi thanh xuân mà. Tức là cả hai đều có tuổi thanh xuân chứ tại sao mình lại sợ mất mà lại mình lại không. Bởi vì con gái mình hay sợ xấu, sợ. Tức là sợ là vài năm đến nữa, vài năm nữa không cưới mình ấy. Lúc đấy kiếm người yêu là già quá ngại, rồi. Ngại quá. Chị cũng bị cái tư tưởng như thế, tức là mình nhìn thì mình có vẻ hiện đại thôi đúng nhưng rồi. Mà mình lại có cái tư tưởng là hơi sợ một chút, hơi lo lắng. Thế nhưng mà sau đấy thì mình mới nhận ra là đúng là mà chẳng lúc, đi đâu mà thiệt. Mà lúc anh ấy nói là anh có tuổi thanh xuân, anh nói nghiêm túc đấy. Anh còn nói nghiêm túc. Chị thì chị quan niệm là con người nếu mà mình cứ sống tốt ấy thì những cái gì tốt đẹp nó trước sau nó sẽ đến với mình. Và mình không đến trước thì đến sau, mà mình chờ một tí, mình chậm lại một chút thì sau này mình sẽ được hưởng. Thì đến giờ phút này thì chị cảm thấy là chị cũng chưa thiệt cái gì. Khi mà mình nghĩ một cái điều gì đấy tích cực ấy, kiểu gì nó cũng sẽ đến. Chỉ có đừng là nó cái những cái nó bị đối lập quá, tức là suy nghĩ thì muốn nghĩ tích cực nhưng mà hành động thì lại tiêu cực thì mình sẽ không bao giờ gặp được những cái điều mình muốn. Thì phụ nữ mình độc lập tài chính này, có tiền này, thì người đàn ông bên cạnh người ta sẽ tôn trọng hơn không? Người ta sẽ yêu mình hơn không? Cũng vì mình không tiêu tiền của người ta mà. Cũng nhiều chị em cũng sẽ nghĩ như vậy. Chị thì chị thấy không hoàn toàn là 100%. Tại vì nếu mà mình độc lập quá này, xong mình nhiều khi mình tự tin quá thì người đàn ông lại cảm thấy là mình không phải là cái người mà có thể để cho cô ấy dựa vào. Lại không phải là một cái điều hay mà là mọi thứ nó đều phải vừa phải. Và khi người đàn ông cảm thấy là đây là một người phụ nữ rất là chủ động, nhưng khi cô ấy cần thì mình vẫn có thể là bờ vai vững chắc của cô ấy, thì mọi thứ nó sẽ rất là cân đối. Đấy, còn bây giờ thì uống đi chị ơi. Hôm nay thì Thu đã đi cùng với chị Nhi đến quán chè này và đã nói rất nhiều đến những cái việc mà Nhi cũng ít khi chia sẻ nhỉ. Và cũng không phải là cái việc mà tình yêu hay việc gia đình là một cái gọi là một cái chủ đề mà lúc nào mình cũng có thể nói với nhau. Thế nhưng mà hôm nay em gặp chị Nhi để có thể là hiểu thêm về Nhi này, cũng như là về những cái quan điểm sống của Nhi, để cho các chị em mà đang theo dõi kênh của Thu có thể có thêm những cái động lực này để cố gắng trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Rõ ràng là phụ nữ của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều những cái áp lực trong cuộc sống này. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều niềm vui để có thể tìm bên cạnh. Ví dụ như là shopping này, mọi người có thể đến để ăn ngon mặc đẹp cùng với Vân Nhi này, hoặc là làm đẹp cùng với Thu. Thì chúng ta rõ ràng là khi chỉ cần nhìn cuộc sống một khía cạnh tích cực hơn một chút thôi thì mọi thứ nó sẽ thay đổi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc trò chuyện của Thu và Nhi đến tận bây giờ. Và nếu mà mọi người thấy chủ đề này hay thì hãy cho Thu một like vào video. Và đừng quên đăng ký kênh của Thu ở dưới này với biểu tượng chuông bên cạnh nhé. Còn đây chính là kênh của chị Vân Nhi. Mọi người có thể xem về thời trang này cũng như là ăn uống. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Tạm biệt mọi người. Messi đăng. Messi đăng. Messi đăng. Messi đăng nhé. Nó có câu này chưa hiểu. Tức là ví dụ mà không có chồng chia sẻ thì sẽ làm như nào? Nếu chị không hiểu chắc là người ta không hiểu. Để em hỏi.